nhốt lại, mai đây nhốt. Cháu người mà về dưới đó vậy. Giới thiệu trận thi đấu hạng cân 39kg thiếu niên giữa hai đô Dương Bình Vương Thái Nguyên khối đỏ gặp Bằng Việt Hoàng Vĩnh Phúc khối xanh. Hai đô và giữa sới nghe chồng xe đạp. Hai đô ngồi sát lại. Hai đô xe đạp. Hai đôi chuẩn bị. Hiệp 1 bắt đầu. Rồi. Công bố kết quả ở lúc 0 phút 15 giây hiệp 1, đô Bằng Việt Hoàng Vĩnh Phúc khối xanh thắng cuộc.